Sacos, wherever you go. Sacos, thương hiệu vali, ba lô, túi xách cao cấp từ Mỹ. Nâng niu quá đi nha. Chị ơi, nhưng mà em có một ý kiến. Ý kiến sao? Những bạn ở đây đứng quá gần nhau, dễ cặp dê nhau quá. Anh đừng có suy bụng ta ra bụng người như vậy. Chưa biết ai cọp vậy ai vậy bây nha. Giờ mọi người phải làm sao, phải che bài, làm sao không biết à, sao mà đừng có cho ai thấy. Tiếng tả của em, em sẽ không cọp vì vì cả gia đình dòng họ đang coi và tự hào về em. Đúng rồi, ý thức cá nhân thôi. Thôi bây giờ thì mọi người nói thôi ha. Bây giờ để thử xem, bắt đầu vô câu hỏi thôi, có ai cọp bi bài của nhau hay không nha. Dạ. Và câu hỏi đầu tiên, xin mời mọi người cùng hướng mắt lên màn hình. Câu hỏi của chúng ta như sau: xác định lỗi chính tả trong bản tuyên truyền và sửa lại cho đúng. 20 giây bắt đầu. Mình chỉ cần ghi cái từ sai ra thôi, cái từ sai và sửa lại cho đúng thôi. Châu à, cả dòng họ đang nhìn mình nha. 5 giây cuối cùng. Và xin mời đáp án. Tất cả mọi người đều chọn đó là từ sàng lọc. Ờ Châu, nhưng mà hồi nãy là em copy bài đó từ ai? Chị nói gì vậy chị? Chương trình có thể bật lại, em hoàn toàn tập trung vào việc ghi đáp án, em không biết là mọi người đã ghi xong luôn đó. Và bây giờ xin mời mọi người cùng xem lại khoảnh khắc vừa rồi của Quỳnh Châu. 5 giây cuối cùng. À Châu à, mình có gì muốn nói không Châu ha? Thật là biên tập của chương trình dàn dựng quá hay mọi người ạ. Thật ra cái khúc này á, chương trình quyết định bỏ ra 100 triệu chỉ để dàn dựng lại vẽ 3D là cái hình mà em quay qua quay lại thôi đó Châu à.